Mình sẽ so sánh cho anh em dòng máy cơ và máy điện, ga cơ ga điện trên hai dòng xe tải, trên dòng xe tải Isuzu tải trọng 1.9 cùng 4.3 VTR 270 nha anh em. Còn con máy cơ thì đời 2016, con máy điện thì 2018, để đưa ra một cái cách nhìn tổng quan về hai khối động cơ máy cơ máy điện chơi cái dòng xe tải. Điều động cơ đúc trong đó, điều động cơ đúc trong đó nha anh em, chạy bằng dầu, nhiên liệu chạy bằng dầu, đều là thuộc máy Isuzu, hai xe đều là đến từ Nhật Bản Isuzu. Một dòng máy điện đây, Isuzu đây là một cái dòng máy điện. Như anh em thấy, máy điện kích thước nó sẽ to hơn so với máy cơ. Máy cơ nhìn rất là gọn và ít về cái hệ thống điện, cũng như là nó sẽ nhỏ hơn đó. Nhìn cái không gian mà trước cái bộ máy này rất là trống, nó rất là trống. Còn máy điện thì anh em thấy không, không gian của trước cái bộ máy rất là đầy, tại vì nó tổng hợp rất là nhiều thứ như mang nó thành điện, hộp CPU và có van ERR đó, rất là nhiều hệ thống mà đạt tiêu chuẩn với tải Euro 4 trở lên, cho nên nó trang bị rất là nhiều hệ thống điện, dây điện rất là nhiều luôn đó. Đó là về máy điện, và điều đặc biệt là máy điện mình cảm giác là nó rất là im hơn máy cơ rất là nhiều luôn nha. Đó, Isuzu nè, máy điện này, bộ này là máy điện nha, 2018 chứ tiêu chuẩn như Euro 4 đó, khuôn dầu điện tử combo rail rất là im đó, khối động cơ rất là im. Và đây là máy cơ sử dụng hệ thống heo bếp mà gọi là khuôn dầu không phải là điện tử đó, khuôn dầu trực tiếp đó, và sử dụng bơm ga để điều chỉnh ga. Đó, nên lên nó có một cái ga, cái này là ga này, cơ này á, nhìn nó rất là gọn, rất là dễ sửa chữa, tại vì nó dùng hệ thống ga. Và điều đặc biệt của nó là nó hao nhiên liệu hơn so với bà, nó không im, nó kêu hơn, nó rung hơn so với cái máy điện. Máy điện này nó rất là im luôn, ít rung lắc lắm anh em thấy, chạy rất là im, tại vì nó sử dụng hệ thống điều khiển xung do hộp CPU. Khi mà lên kim phun nó cũng có bơm cao áp đó, và nó dẫn hệ thống điều khiển tất cả sử dụng những cái cảm biến, cho nên nó rất là nhiều dây điện và rất là nhiều hệ thống trên cái khối động cơ như thế này. Đây là cái hộp CPU nè, rất là nhiều cái hệ thống về điện, sử dụng là bếp phun combo rail, phun dầu điện tử, điều khiển bằng hệ thống xung từ cái bơm cao áp bơm dầu, và nó có rất là nhiều cái hệ thống lọc, và nó đảm bảo cái dầu của anh em là phải sạch. Đó, anh em phải đảm bảo về cái dầu và cái lọc dầu nè, lọc nhớt, lọc gió, nói chung là mọi thứ đều phải là tốt nhất để đảm bảo cho cái bếp phun của nó không có bị ngạt, kim phun nó không có bị ngạt. Tại vì một lần thay thế một cái kim phun là chi phí rất là cao, 20 triệu, và 4 cái là gần cả 100 triệu chi phí sửa chữa cái dòng máy điện. Nên cái dòng máy điện anh em đi phải rất là kỹ và rất là phải bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, rất là tốn kém hơn so với dòng máy máy cơ. Nhưng mà điều đặc biệt cái dòng máy điện là nó chạy rất là sướng và rất là ngọt, và nó rất là tiết kiệm dầu đó, cái ưu điểm mà mình cảm thấy rất là hàng đầu, và nó thân thiện với môi trường, tiết kiệm dầu và thân thiện với môi trường, tại vì cái hệ thống xử lý khí thải của nó rất là tuyệt vời, có nhiều cái bộ lọc về van ERR, cũng như là cái khi mà nó xả ra cái hệ thống nhiên liệu mà khí xả của nó ra thì nó được xử lý rất là triệt để, tốt hơn so với cái dòng máy cơ, cho nên nó rất là bảo vệ môi trường hơn đó. Đó, cái đó là cái dòng máy điện của máy điện ga điện. Thì thường thì nó có cái cảm biến ngay cái chân ga đó, tại vì nó là hệ thống điều khiển bằng điện. Còn cái dòng cơ này thì nó rất là hao dầu hơn, tại vì nó phun dầu trực tiếp, không có từng đợt và không có chế độ phun dầu combo rail điện tử. Nó phun dầu trực tiếp cho nên nó không có điều kiểm soát được cái lượng dầu phun vô cái khối động cơ, cho nên nó rất là hao đó. Và nó sử dụng hệ thống bơm cao áp heo dầu đó, và sử dụng kim phun nhưng mà phun không có điều tiết, cho nên
nó rất là hao dầu so với thằng máy điện nha anh em. Cái dòng máy cơ đây nè, và nó ít hệ thống điện hơn và nó ít sử dụng cảm biến hơn, nên chi phí sửa chữa nó rất là hấp hơn so với dòng máy điện. Nó rất là dễ sửa chữa và rất là dễ dàn thay thế các linh kiện hơn so với cái thằng máy điện. Và gara nào, hầu như gara nào cũng sửa được cái dòng máy cơ, và anh em đi đâu cũng có gara để sửa được cái dòng máy cơ này, nên nó rất là tiện. Còn cái dòng máy điện thì nó phải có một cái hệ thống cắm vô servo để điều khiển và kiểm tra lỗi của trên khối động cơ, cho nên nó rất là phức tạp, cho nên đòi hỏi những cái gara tăng tiến và cái gara chuyên nghiệp mới có thể sửa được cái dòng máy điện. Còn cái dòng máy cơ thì đa số gara nào cũng có thể sửa được, tại vì nó hệ thống của nó rất là đơn giản, chỉ có nên khói động cơ rồi những cái bơm cao áp rồi bếp phun thì nó rất là đơn giản rồi, và những cái hệ thống bằng cơ không à. Đa số nó sử dụng hệ thống bằng cơ, bấm ga và tất cả mọi thứ nó bằng cơ, cho nên nó không có nhiều về hóng điện, cũng như không có hộp CPU, cũng không có như van ER và phun, và lượng khí xả của nó ra trực tiếp từ cái ống bô ít qua cái bộ lọc đó, cho nên nó rất là tiêu chuẩn khí thải Euro 2 thôi, cho nên nó không được thân thiện, nó không được bảo vệ môi trường cho lắm. Thì nhưng mà nó dễ sửa chữa thôi đó, và nó hao dầu hơn, nhưng mà được cái là nó cổng tải khỏe hơn so với dòng ga điện, và nó đề ba nó nhanh hơn và nó mạnh hơn so với dòng ga điện, tại vì nó phun dầu trực tiếp mà đề ba anh em biết rằng nhấn cái chân ga cái là nó lên vèo, nó không có độ trễ. Còn cái dòng máy điện thì cái ga của nó có độ trễ, khi anh em đạp chân ga thì nó sẽ cảm biến, nó sẽ truyền đến hộp CPU, và cái hộp CPU sẽ truyền đến cái khối động cơ và sẽ truyền đến cái bếp phun đó, thì nó sẽ có độ trễ khi anh em nhồi ga hơn so với thằng ga cơ. Ga cơ thì nhồi ga liền đề ba lên dốc rất là mạnh và rất là nhanh, còn máy điện thì nó bị có độ trễ. Nhưng mà theo tiêu chuẩn khí thải thì hiện tại bây giờ tất cả các nước đang sử dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 trở lên và máy điện trở lên, cho nên tương lai sắp tới những cái dòng máy cơ thì còn rất ít, và hình như là tương lai sắp tới sẽ sử dụng toàn bộ hệ thống điện, cho nên buộc phải sử dụng hệ thống điện. Hiện tại thì vẫn còn máy cơ vẫn còn lưu hành, nhưng mà mình nghĩ tương lai sắp tới sẽ dùng tất cả hệ thống bằng điện thay thế hết cái dòng cơ để bảo vệ và thân thiện với môi trường mà cũng như là tiết kiệm dầu đó. Nếu anh em khi mua xe thì mình có thể đưa ra sự lựa chọn về máy cơ tùy theo mục đích và nhu cầu sử dụng của anh em, cần những cái dòng cơ hay là dòng điện đó, thích dòng cơ hay dòng điện đó. Trong video ngày hôm nay mình so sánh để anh em quý khách hàng khi đi mua xe mình có thể đưa ra những cái sự lựa chọn hợp lý và đúng đắn nhất cho phục vụ đức kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em quý hàng của các bạn đó. À, dòng xe cơ thì lúc nào nó cũng rẻ hơn xe điện, xe cũ thì lúc nào xem dòng máy cơ thì nó cũng sẽ rẻ hơn máy điện đó. Cảm ơn em đã theo dõi cái video này, xin chào hẹn gặp lại anh em đó quý khách hàng trong những cái video tiếp theo của mình đó. Thì